xin chào mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của mình nhá. Và hôm nay thì mình đã có mặt tại khu vực Bắc Ninh ở trại sinh vật cảnh mọi người ạ. Trại sinh vật cảnh này thì mình đến từ 1 năm trước rồi. Bây giờ thì quay lại xem thế nào. Mình nhớ là tầm khoảng gần Tết năm ngoái mình qua. Bây giờ thì mình sẽ qua lại chợ để xem mọi người nhá. Đây. Đây mọi người nhá, đây gần như là một cái chỗ để khu vui chơi các thứ nữa. Đấy, cá cảnh, chim cảnh, chó cảnh này. Còn bên này thì là cái chỗ đây, đây là đường chính, đây là cổng chính vào. Đấy. Khu vui chơi không mất phí. Ok, bây giờ thì mình sẽ vào đây nhá. Đây, đúng cổng chính trước mình vào rồi. Đây, ở đây Tết rồi nhưng mà vẫn khá là đông. Qua Tết rồi nhưng mà mọi người sắm sửa khá là đông. Trong này là chỗ cá cảnh mọi người nhá. Trong này là chỗ bán cá cảnh. Ở đây nhìn chung là các dạng sinh vật cảnh thì nó có hết chứ không thiếu một loại gì cả mọi người ạ. Chút nữa thì mình cũng sẽ đi quay toàn bộ cho mọi người xem. Ở đây không thiếu gì cả đâu. Đấy, các loại bể cá cảnh. Chút nữa vào trong thì mọi người mới thấy sự choáng ngợp của cái trại này. Ở ngoài này thì có mấy em đa đa mọi người nhá. Đây mấy em đa đa này. Đấy. Được nhốt vào trong những cái chuồng và ô hộc nhỏ treo tường. Khá đẹp. Chim đa đa này thì nó có gáy mọi người nhá, và nó chỉ cần được cái diện tích nhỏ này thôi, không cần quá rộng. Đây. Tương đối là thuần mọi người ạ. Để được những con đa đa nhảy thì rất là thuần rồi. Thì phải nuôi rất là lâu. Cái này có một em này. Còn bên này là các em chó mèo mọi người nhé. Chó mèo. Đấy, ở chó mèo đây cũng khá là nhiều và họ đề giá luôn ở đây, ví dụ là 2 triệu này. Đấy. Con này là 3 triệu. 3 triệu. Rất là nhiều em cún đẹp. Thực chất là bây giờ chó nó cũng khá là rẻ. Nếu mà giống thuần chủng nó sẽ đắt nhưng mà chó bình thường thì rẻ. Trong này cũng là cá mọi người nhá. Quay qua mọi người luôn. Trong này thì khá là nóng. Vào trong này khá là nóng, nhiệt độ chênh lệch có khoảng tầm 5 đến 7 độ so với ở ngoài. Đấy, cá thì bây giờ mình thấy là không được nhiều như trước rồi. Cá cơ bản thôi. Chắc là do vấn đề đó chính là bán không được chạy lắm đối với cá này. Cá rất là đẹp nhá. Đây là cá rồng mọi người này. Mấy con này size rất là mini thôi, không to. Thường lần trước mình thấy là họ cũng có để giá ở trên này, có tên này. Đấy, và để giá trên này luôn, nhưng mà bây giờ thì mình lại không thấy. Ok, bây giờ mình sẽ đi ra nhá. Đi ra và quay sâu vào trong cho mọi người xem. Đây mấy em sóc này. Sóc này là sóc nhạn thì phải. Loại này khá là đẹp. Thường sóc thì nó sẽ có màu đỏ hoặc màu nâu ấy, chứ không có màu kiểu trắng trắng nhạn nhạn này, rất ít. Con này nó tương đối là thuần rồi. Em ơi, con này giá thế nào ấy? Ừ. 1,5 triệu một con. À, 1,5 triệu một con à? Ok. Đấy, ở đây 1,5 triệu một con nha mọi người nhá. Đây, con này màu nó còn trắng đẹp hơn cơ. Màu trắng đẹp hơn. Vâng, em chị. Rồi. Đẹp quá chị nhỉ? Con này là bao nhiêu đây? Đôi này. Con này là khác dòng nhau hả chị? Ôi, đẹp nhỉ? Đều là các dòng ở nước ngoài, phải là em nhìn. Đúng rồi. Tại vì em nhìn thấy màu nó khác với cả dốc sóc ở đây. Đúng rồi. Vâng, em đi lượm một vòng cái. Ở đây thì các gọi là túi cá được set up vào. Khả năng có nhiều người mua.
toàn đa số là coi mọi người ạ, chép coi. Ừ. Đây cả chấm con người nhá. Tính theo cân thì phải. Đây tính theo cân. Không không rõ. Có con đen xì ở trong ác không? Để mua phải mấy cái này coi, mà coi này nó là phẩm chip đúng không? Cái từ phẩm chip Nó là chép coi. Không không bể để vậy nước này. Ừ. Nước trong ở đây họ có cái hệ lọc mà. Đây mọi người nhá. Hệ lọc này liên tục. Năm nay xuống thì cũng có khá là nhiều cái đổi mới. Đây bây giờ mình sẽ đi vào trong nhá. Trong này đa số là cá. Đây, ở đây người ta đánh đề là 500k một kg. Thì một con này khoảng mấy cân? Con này khả năng phải khoảng gần 2 cân. Không, 2 cân, con này khoảng 2 cân. Coi rẻ thế được. Để Ừ. coi đắt lắm được. Mà coi thì nó cũng có nhiều loại. Đây coi này cũng chưa phải là chuẩn đâu. Đây là cái size nhỏ hơn này mọi người này. Size này này 300 một kg. Nhưng mà mua mấy con này thôi là nhìn chất lượng rồi. 300k một kg. Thì nó không biết nếu mà loại to ấy thì sẽ được ít hơn. Ví dụ cá to thì sẽ ít hơn, còn loại bé thì sẽ được nhiều hơn. Ví dụ như vậy. Đấy, đây tiếp này. Có tùy từng loại mọi người nhé, không phải loại nào giống loại nào. Loại này cũng 300. Đến cái chỗ khu vực cá này thì khá là ẩm ướt. Ở đây thì mình thấy nhiều cá hơn là ở phần ngoài kia mọi người ạ. Ở đây nhiều hơn. Đa số là họ trưng bày đây để cho dễ nhìn đấy mọi người ạ. Để cho tất cả đều xem được và dễ nhìn. À, mình nhớ là ở chim ấy thì nó ở cuối kia cơ chứ không ở trên đầu, là trên đầu này cá, dưới kia là chim mọi người nhé. Ngoài thì cũng có một số cái AV nho nhỏ nữa. Đấy, chút nữa thì mình cũng sẽ quay toàn bộ mọi người. Rất là đẹp đây. Đây là những cái em chép cá chép mà cũng khá là lâu đời rồi. Chép sư tử. Đấy. Không biết là 300 hay 3 triệu một con. Khả năng là 300 một con. Con này cá gì khá là đẹp này. À, cái này cá tai tượng mọi người ạ. Đây, chúng ta ghi là cá tai tượng này. Đấy, cá tai tượng. Khả năng 100.000 một con chăng? Thầy có ghi đây. Ở đây thì có tất cả các cái đồ cái decor cho sinh vật cảnh, cho cá là chính. Đấy. Rồi là các cái phần gọi là bể cá con, gọi là bể cá, cái bể con thôi. Còn dưới này thì toàn bộ là phần thức ăn mọi người nhá, thức ăn này. Đây là rùa thật hay giả đây? À đây là mai rùa mọi người ạ, đây là rùa núi vàng. Cái thường cái này là để decor. Mai rùa thì là mai rùa thật. Đây còn rùa ở trong thì là không còn rồi. Đấy. Đúng rồi, thường thường như cái cát này là để decor. Trang trí. Về cá thì mình không phải chuyên môn lắm cho nên là mình sẽ không đi sâu mọi người nhé. Đây còn ở đây các cái bể đây. Các cành lũa khá là phê luôn. Đấy, ở trong này có các hiệu, các loại các bể khác nhau, rất nhiều các bể khác nhau. Kích cỡ nhiều loại.
Bên này thì còn nhiều cá đấy mọi người. Hôm nay đã chép gì nhỉ? Trước mình nhớ quên rồi. Đẹp quá mọi người ạ, có hai con mấy con trắng con đen. Cái bể này quá là cao luôn này mọi người này. Cái bể này có chiều cao cỡ khoảng tầm gần 2 mét, 2 mét đấy mọi người ạ, 2 mét. Bên này là có cá mập mọi người ạ, thấy có cá mập này. Nhưng có vẻ như là sau vụ Tết nhìn cá khá là gầy. Nhìn cá khá là gầy. Đây như con này mọi người thấy nó có như gầy dơ xương luôn. Con dọn bể vàng này đẹp. Đẳng cấp luôn đấy. Đây ai nó có lá này. Ừ. Ngân long. Hổ đây hổ 2 triệu. Bể bể 2 triệu. Đây họ họ có cái giá hết rồi mọi người nhá. Chê Long Vĩ, đấy, chê Hồng Vĩ này, ngân Abino này, đây là con này, này là con đột biến đấy. 8 triệu. Khả năng còn là con này. Con này là con đột biến. Còn đây là các bể thủy sinh mọi người nhá. Bể thủy sinh. Nhìn được đề co khá là phê. Các cây thủy sinh này. Dạ vâng. Đây đều là những cái bể nước mọi người nhá. Còn bên này thì có một số cái bể bán cạn này. Đây quay cho mọi người xem. Đây nhá mọi người nhá, đây là những cái bể bán cạn này. Bể bán cạn thì sẽ ở phần trên là không có nước và ở dưới sẽ có nước mọi người nhá. Trên không có nước và dưới sẽ có nước. Còn bể này là bể gần như là tuần hoàn về cái vấn đề đó là sỏi này. Đấy. Rất chi là đẹp. Ở đây gần như là những cái phần núi đá này có đều có thật luôn. Đề co là đều đề co kiểu có thật luôn. Ở đây có rất là nhiều các cành lũa để trang trí bể cá rồi là kể cả lùng nếu mà chú chim mọi người ạ, kể cả AV cũng có thể trang trí được. Đấy cực kỳ là nhiều luôn. Dụ những cành như này trông khá là phê. Nhưng mà về chúng ta vẫn sẽ phải tỉa tót bởi vì ở đây là gần như là những cái cành của cá thôi, thủy sinh thôi chứ không phải là của chim mọi người nhé, của thủy sinh thôi. Rất là nhiều. Còn đây là bò sát mọi người ạ. Một số em rồng Nam Mỹ này. Đấy. Đây là con Jebecaco Hà Lan da báo. Em này là khá bự luôn. Còn trong này là hamster nha mọi người nhá. Còn đúng em thôi. Đây họ đa số là họ bán bể các thứ nhiều. Dưới là một em Abino con xanh. Đấy. Con này thì ăn chủ yếu là rau với cả là các cái thực vật thôi. Cá ở bể cá chỗ này.
Còn chim thì ở dưới này rồi. Đây cho mọi người xem nhá. Bây giờ thì sẽ xuống chim này. Trong này rất nhiều bể, hàng trăm cái bể luôn. Bồ câu được thả tự do trong này. Đây là gà tân châu. Đấy, đây là gà tân châu. Em này một em tân châu tía mọi người nhá. Khá già. Đây là một cái cầu đực này. Chỗ này là để nước này. Chỗ này là để thức ăn này. Đấy. Còn đây là một em chuối. Bây giờ đang ra lông. Đấy, đang ra lông. Cho nên là nhìn nó không được mượt lắm. Đấy, không được mượt. Dưới này đa số là sáo. Ở đây mấy ngày Tết thì chăm kiểu gì chứ nhỉ? Vẫn là người chăm. Vâng. Ở đây trong đây có mấy con sẻ trắng nhỉ? Sẻ trắng thì bao nhiêu một đôi chú? Vâng. 500-600 à? Vâng, con này cháu đang nuôi rồi. Nhà cháu đang nuôi nhưng mà nó chưa đẻ. Manh manh thì đẻ nhiều. Vâng, manh manh dễ đẻ hơn, sẻ nhật kia thì giá nó cao hơn. Ở đây mình thấy có mấy em vẹt này. Lớp ớt mọi người nhá, đây là lớp ớt. Cái dòng vẹt này rất thông minh. IQ cực cao luôn. Và ở dòng này thì có mấy loài màu khác nhau. Ví dụ đây, bọn này đa phần là đều ăn kê ấy mọi người ạ, ăn kê. Em này là em màu đầu đen, đầu xám, người trắng. Đấy, còn mấy em kia thì nó cũng khá là nổi bật. Cái dòng này nó cao mọi người nhá, giá là cao hơn là vẹt yến phụng. Đây yến phụng mọi người này. Đây yến phụng. Đây là lớp ớt. Ở đây là mấy em sẻ Java màu trắng. Nhưng khả năng ở đây là mấy con tơ thôi. Tại vì mình thấy là cái phần lông nó không được gọi là chuẩn. Thứ hai là mỏ nó chưa đậm. Đấy, cái mỏ chưa đậm thì chứng tỏ là con chim nó vẫn tơ. Nó chưa phải là chim cứng mọi người nhá. Còn đây là hai em manh manh. Chim manh manh này thì mình thấy là một đực một mái rồi. Đực là con màu đậm mọi người. Đực là con vằn này. Con đó cái là cái con mò nhạt hơn. Nhưng mà con này cũng non, không phải là chim già. Những con chim sẻ Java thì có giá từ 5 đến 600 một đôi. Nhưng đây là đều mấy em tơ mà để sinh sản được thì cũng khá là lâu. Còn đây là một em khiếu đầu đen má xám mọi người nhá. Khiếu đầu đen má xám. Con này khá là hay đấy. Mà nuôi cũng rất là thuần rồi. Con này nuôi rất là thuần rồi. Khiếu đầu đen má xám cũng là một dòng chim tương đối là quý hiếm tại Việt Nam. Ở đây là hàng loạt các con như là ví dụ sáo nâu này. Đây sáo đen này. Đấy, kia là yểm mọi người nhá.
Yểng hay mọi thứ gọi là nhồng đấy, anh em thường gọi là nhồng. Ở đây là cà cưỡng, cà cưỡng. Ở đây thì mình thấy đủ loại hết, không thấy thiếu loại nào cả, tất cả các loại sáo này. Nó xảy ra vài khá đẹp. Đấy. Đây là gà này, đây là những con cú gáy. Mình nhớ là cú gáy đây có rất là nhiều con hay. Con này là 2 triệu. Ở đây họ đều có đề giá hết rồi mọi người nhá, đều có đề giá hết rồi. Mà giá cố định rồi. Ví dụ con này là 2 triệu 2 này. Con này 2 triệu 2 này. Con này là bao nhiêu đây? Con này là vòi pha 4 triệu, 4 triệu. Cú cú. 4 triệu. Ở trên này thì bán rất là nhiều lồng mọi người nhá, rất là nhiều lồng. Đấy, lồng chim. Đây là con đuôi trẻ thì phải chứ nhỉ? À Nepal này. Ngực lửa. Năm ngoái cho nhiều xuống đây là vẫn chưa nuôi con hút mật nào. Vâng. Thế ạ. Còn nhớ là gần Tết cho xuống đây là không có con nào phải. Đây là số điện thoại của chú tại khu vực chim này thì mọi người có thể liên hệ. Đấy. Cho anh em có thể dễ gọi là tìm hiểu cũng như liên hệ. Trong này còn rất là nhiều các loại cú gáy nữa. Đấy, ví dụ như em cú gáy này chẳng hạn. Xem giá bao nhiêu nào. 4 triệu mọi người nhá. 4 triệu. Con này âm 10 triệu. Giá tương đối cao. Chào màu này. Mi này. Đây, mi này. Đấy. Nhưng mà tương đối là thuần rồi. Thì chung chim đây mình thấy tương đối thuần bởi vì là cái lượng khách đi lại nhiều ấy, thế nên là các cái loại động vật đây nó sẽ thuần hơn. Đây em gà gà Nhật mọi người ạ. Gà Nhật. Con này hình như không phải, con này như Phoenix thì phải. Phoenix. Con này tương đối già rồi, mọi người nhìn thấy cặp cựa nó này. Đây cặp cựa nó. Đây, vẹt yến phụng đây tương đối nhiều. Mấy em màu khác nhau mọi người nhá. Và thường vẹt yến phụng này cái giá dao động của nó cỡ khoảng 300 đến 350 đến 400. Thường là như vậy. Một cặp chim ngũ quế lâm, đây là một cặp quế lâm. Đây là một cặp ngũ sắc này. Đấy, một cặp ngũ sắc. Đây là sáo đen. Chào màu này. Đấy, còn đây là thiếu khoang cổ, mi đất. Ồ, còn đây là mấy em sơn ca này. Sơn ca. Sơn ca bao tiền một con chú nhỉ? 500. Đấy, sơn ca 500. Vâng. Mộc thì thường là 300 đến 250. 250 đến 300. Đấy. Có thuần hơn thì nó sẽ là khoảng 500 nha mọi người nhá. Thuần được như này là cũng phải nuôi mất một thời gian khá là dài rồi. Ở dưới là như là dải sỏi vậy. Bọn này nó thích cát với sỏi. Kiểu kiểu như vậy. Ok, còn đây nữa, trong ngoài thì rất là nhiều. Vào quay mọi người nhá. Gần như là những chú chim bồ câu được thả tự do ngoài để ăn uống cũng nhặt nhạnh cái thức ăn thừa rơi vãi.
Ở đây mình thấy chim chào mào được tách ra từng ô một này, đã chắc là cũng đã phải kiểm nghiệm là được mái như thế nào. Đây là gì? Chòe lửa, bọn em chòe lửa. Chòe lửa ở đây mình thấy bây giờ bán giá cũng đã hợp lý hơn trước rất nhiều rồi. Đây chòe than bổi đây, còn lại bổi. Nhìn chung ở đây thì mình thấy các loại chim là rất đa dạng nhưng không phải là ít đâu, rất đa dạng. Đây là khuyên này, đấy, khuyên. Đây là mấy em vẹt đầu xám mọi người nhá, vẹt đầu xám. Đây, đây vẹt đầu xám này. Con này thì size nhỏ hơn vẹt hồng, đấy, size nhỏ hơn. Đấy, về đầu xám này. Ồ, đây là bọn em cừu xám. Loài này tương đối là hiếm ở Việt Nam mọi người ạ. Cừu xám này mọi người này. Loài này tương đối hiếm. Đây là hai em, à đây một em nữa. Đây là một đôi chứ không phải một em, một đôi ngoài tự nhiên luôn đấy. Khá hiếm luôn. Khuyên ở đây rất là nhiều. Trên này là khiếu mọi người nhá, khiếu đây, khiếu bạc má, các ô hộc này thì đã bỏ trống khá lâu rồi, chắc khả năng là cái lượng chim bây giờ đã được giảm đi nhiều. Ở đây là bồ câu và tất cả đây đều là những con đa đa mọi người nhá, đa đa, đa đa này thì nó tương đối thuần rồi đấy, mình thấy nuôi lâu rồi, thường đa đa nó sẽ không, thường nếu bạn mới nuôi sẽ không được thuần nhảy đâu, nhưng mà nếu nuôi lâu ấy thì con chim nó sẽ rất đứng và dạng người đấy. Wow, đây là em gà gì đây? Ồ, à, được nuôi trong hộp này mọi người này, không biết là gà gì luôn, tại vì bé nhà thì mình vẫn chưa có thể là hình dung ra được nó là gà gì cả. Ở đây là đà đà rất nhiều. Đà đà tại các ô hộc này. Một đà đà này nếu mà chuẩn nó còn gáy anh em nhá, nó sẽ gáy luôn. Mình để giá như là 500 thì phải. Ngoài con trống, thường trống là nó sẽ lên cựa mọi người nhìn thấy không? Trống là nó sẽ có cựa. Đây có cựa ở chân này. Rất là nhiều đà đà. Đấy, tiếp tục đà đà này. Nhưng mà đa đa này bán khá là khó bởi vì là thả avi cũng không được, mà nếu mà thả vào những trong những cái chuồng nuôi nhỏ ấy thì nhìn nó lại xấu, cho nên là bán khá là khó mọi người ạ, tại vì năm trước mình đến đây thì cũng đa số là đa đa trong này. Đây khiếu, bọn em khiếu đầu đen má xám và bọn em khiếu bạc má này đó. Đợt này mình thấy chim ít hơn rồi. À đây, con chim vàng anh đầu đen. Em này thì nếu mà chuẩn ra thì hót rất là hay. Vàng anh đầu đen mọi người nhá. Nó hót hay hơn là vàng anh này. Nhưng mà vàng anh đầu đen này ở trong miền Nam. Và chuẩn ra thì nó cũng dạn hơn, dạn người hơn là cái vàng anh này. Đấy, một em bên này nữa này. Nhưng mà vàng anh này thì rất là khó thuần và nuôi thì rất lâu luôn đấy. Lâu mới có thể thuần được. Dòng này rất nhát. Bên này là họa mi này. Họa mi. Đây đều là họa mi bổi thôi. Cũng gọi là cám cứng. Nuôi chưa phải được lâu. À còn đây là những con chim thanh thức bụng vàng. Thanh thức Trung Quốc mọi người nhá. Mình ở nhà mình có nuôi đấy. Mình có nuôi giống thanh trước này thì hot rất là hay đấy. Còn ở dưới thì không còn cái gì nữa rồi, không thấy nữa. Trên này thì vẫn là họa mi, họa mi thì mình thấy là không ở đâu nhiều bằng ở đây. Các cửa hàng bình thường thì không sẽ không có nhiều họa mi ở đây đâu, nhưng ở đây thì mình thấy là có nhiều này.
Đấy, họa mi. Còn đây là vẹt săn, một dòng vẹt cũng rất là thông minh. Thường một con vẹt săn trưởng thành này nó có rẻ giá khoảng tầm hơn 2 triệu mọi người ạ, hơn 2 triệu. Mình tham khảo qua ở ngoài ra như vậy. Còn bên trong này mình không biết là khoảng bao nhiêu. Nhưng vẹt săn này hiện nay ở Việt Nam cũng sinh sản được nhiều mọi người nhá. Sinh sản được nhiều. Đấy. Đây là một loạt những con vẹt săn này. Đấy, vẹt săn. Con này thì rất là thông minh. Dòng vẹt gần như là những cái dòng mà thông minh nhất trong loài chim rồi. IQ cực cao. Đây là một loài vẹt khác này. Đây là một loài vẹt khác. Wow, ở đây thì mình thấy một con hình như là chân của đại bàng hay con diều hâu gì vậy. Trông khá là khiếp. Chân này đa số là trào màu. À, oanh cổ đỏ này. Mùa này vẫn còn oanh cổ đỏ. Tiểu mi. Đây tiểu mi nhá. Còn đây là oanh cổ đỏ. Oanh cổ đỏ cũng là một loài chim rất là đẹp. Đấy, oanh cổ đỏ. Đây thì mình thấy còn vài em. Như ở đây là có hai em này. À, đây là cặp đôi chồng mái mọi người nhá. Đây cặp chồng mái. Oanh cổ đỏ cặp chồng mái này. Con gì trong này đây? À, vẹt. Đây là vẹt cực hồng mọi người nhá. Đây là vẹt cực hồng thì phải. Đấy. Bọn này thì đang đút lên. Quanh cổ đỏ này thì chắc là zin zin rừng ở ngoài tự nhiên đấy. Bẫy zin ở ngoài tự nhiên. Đây là một em này. Em này đã tách lồng rồi. Đấy. Nhưng mà để oanh cổ đỏ mà hót được thì cũng rất là khó chứ không phải là dễ mọi người nhá. Rất là khó. Quên, quên đây thì cứ 50k một con. Ở trên này thì có mấy dòng cơ bản. Ví dụ là tiểu mi này. Trên này mình thấy khá nhiều tiểu mi. À đây có mấy em thanh tước. Thanh tước Trung Quốc. Còn này thanh tước Việt mọi người nhá, anh em thử gọi thanh tước Việt đấy. Đấy thanh tước Việt này. Lông bụng nó không có màu vàng cam như là con thanh tước Trung Quốc này. Nhưng mà thanh tước Trung Quốc này thì nuôi là dễ nhất, mình thấy là nuôi cực dễ. Nhìn chung thì đây là toàn bộ khu vực chim của trại mọi người nhá. Còn ở bên ngoài nữa thì bây giờ mình lại ra quay cho mọi người thêm. Bọn này của chúng là đều đứng hết rồi à? Nhưng mà bọn này để hót được khó đấy. Thế ạ? Vâng. Giọng hót nó không được hay như là các loài khác. Nhưng mà được cái là màu sắc đẹp. Nhưng con này như bộ nhỏ hơn con kia. Bộ nó nhỏ hơn cái bọn kia. Vâng, bọn này thì nói. Đấy, con này khá thuần rồi này. Ô, mổ tay luôn mà. À, nhưng mà có vẻ hơi đau chân. Ok, đây là toàn bộ khu nữa này. Vẫn còn rất nhiều thằng lồng. Mình sẽ đi sâu xuống một chút nhá. Chính vì là trước mình đã xuống đây một lần rồi, vậy nên là mình nhớ là đường đi như nào. Tất cả là mọi người đây thì rất là thân thiện mọi người ạ. Cái mọi người bán hàng đây thì rất là thân thiện, không như những chỗ khác. Ở đây là những em sóc. À, mình thấy có mấy em sóc ở bên ngoài cơ thì đẹp, màu trắng. Sóc màu trắng nó rất là đẹp. Con này thì hình như là ở Việt Nam thôi, nhưng con này thì mình thấy nhiều rồi. Đấy. Đây là các chuồng nuôi của Dada. Trông khá là chắc chắn. Đây, vậy là sau vẫn còn một số cái lồng này, người thiếu. Nhìn chung là nếu mà một người chăm này rất là vất vả mọi người nhá, rất là vất vả. Đây là cá mọi người nhá, đây gần như là cá giống luôn.
đấy. Cá giống này. Có những em cá size to. Thì em này trông cũng khủng khiếp luôn. Thế nhưng là các bể lại không thông nhau. À, chỉ là từng khoang một mọi người nhá, từng khoang một các bể này không thông nhau đâu. Đã nhìn bọn này lúc nhúc luôn này. Nhúc luôn. Trùng phê thực sự. Ở đây thì có khá nhiều các loại gà khác nhau. Đấy. Có khá nhiều. Mà nó lai lạp linh tinh luôn. Còn đây là chuột lang mọi người nhá. Chuột lang này thì họ đề ra là đây. Có giá đây. 150k một con. To là 400. Đây mà mình vẫn nhớ cái AV này năm ngoái. Có rất là nhiều các loại. Nhưng mà năm nay thì chỉ có chảo màu thôi. Có khả năng là các loại khác nó cũng khá là khó bán mọi người ạ. Khá là khó bán. Đây. Trong này mình thấy có một đôi khiếu ma đỏ. À một con khiếu ma đỏ. Một con mi. Còn lại là đều chảo màu hết. Họ kiểu như là nhìn thấy con nào hay ấy, hoặc ấy là sẽ tách ra. Đấy, nuôi lồng. Ở đây thì sẽ là những cái chỗ là chọn lọc. Đấy. Cái diện tích AV này thì cỡ khoảng tầm dài cỡ khoảng tầm 5 mét mọi người ạ, 5 mét. Rộng thì là cỡ khoảng tầm 2 mét. Đấy, nuôi kiểu như là gột lên mọi người ạ. Đây được gọi là gột lên đấy. Mình nhớ trước khu này là một cái khu mà họ để trưng bày cũng tương đối nhiều. Nhưng mà bây giờ thì đã bỏ trống rồi. Trước đây mình nhớ là còn đi dọc ra đây cơ. Đi dọc đây. Bãi đây người ta còn để rất là nhiều các cái chuồng nuôi. Đấy nhưng mà bây giờ thì đã bỏ trống rồi. Ủa đây là một em chó gì đây? Cáo. Cáo à? Trông như một con cáo thật. Cáo mà. Wow. Trông khá là dị. Trông con cáo thật. Mình nghĩ nếu mà cáo thì khá là khó nuôi. Trước đây mình thấy là còn có cả những con đại bàng ở bên đằng bên kia cơ. Đấy. Đây gì đây? Trại sinh vật cảnh. Chỗ này gọi là thủy cung mọi người nhá. Thủy cung. Đấy, thủy cung. À và trong này thì chúng ta cảm thấy là một cái không gian nó khá là mát mẻ. Con cá cực kỳ to. Cực đại luôn. Đây là những cái cây vẩy ốc này, mình rất thích cây này. Nó leo lên tường nhìn cực kỳ là tự nhiên. Thường là họ sẽ phải vào đây họ đánh cái phần mặt này để cho nhìn cho dễ. Nhưng mà bây giờ thì không đánh nữa rồi. Mình vẫn nhớ đây là một dãy bể cá này. Một dãy bể cá. Đây kiểu như là cá giống ấy mọi người nhé. Đấy. Cá giống người ta còn để ngoài này nữa cơ. Đấy, ở đây có từ đây vào trong kia rất là nhiều bể. Đấy, nhìn chung nó là như vậy. Và dòng ra ngoài thì lại là đường lớn rồi. Đấy, ra đường lớn rồi.
Ok mọi người, mình về thì thời tiết cũng đã nắng một chút rồi. Nhìn chung thì sẽ tóm gọn lại cho mọi người ở cái video này. Đó chính là ở trại hiện nay thì mình thấy là chim hiện nay đang đi xuống, còn cá đang đi lên. Chim thì hiện nay là không nhiều được như năm ngoái mọi người nhá. Năm ngoái chim cực nhiều luôn, năm nay thì giảm đi rất nhiều rồi. Đấy, bởi vì là một cái lượng chim bán ấy thì cũng khá là khó. Ngoài ra giá đây thì mình thấy cao hơn so với ở ngoài. Vậy nên là khách cũng sẽ là giảm đi mọi người nhá. Khách cũng sẽ giảm đi. Ok, bây giờ thì mình sẽ trên đường về thôi.